Vâng, xin được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả cô chú anh chị em và mọi người nhé. Chúng ta cùng quay trở lại với video soi cầu tiếp theo của kênh trong nội dung buổi tối ngày hôm nay cho ngày mai, Chủ nhật ngày 17 tháng 11. Và lời đầu tiên cho kênh xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào đến tất cả cô chú anh chị em và mọi người. Chúc tất cả mọi người chúng ta có một nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và đặc biệt hơn nữa là chúng ta chơi gì thì thắng đó mọi người nhé. Trước khi đưa vào cái nội dung theo cầu chữ số cho ngày đó là ngày Chủ nhật ngày cuối tuần của cái tuần này, thì chúng ta sẽ điểm qua lại một chút về phần bảng kết quả bình thường truyền thống của ngày hôm nay, tức là thứ bảy của ngày 16 tháng 11 đúng không ạ. Thì ngày hôm nay chúng ta có đó là con đặc biệt 92 nằm trong cái bộ đề 24 và tổng đề 16 phải không nào. Thì với bộ đề 24 thì những cô chú chị em ta mà chơi ở trong nhóm của kênh ấy, thì chúng ta sẽ chiến thắng được đó là con đặc biệt 2992 cho tất cả mọi người. 292 thì ngày hôm nay chiến thắng được cho tất cả mọi người trong một dàn đề 16 số cho tất cả nhé. 110 thành viên chúng ta đang còn chơi trong nhóm cùng nhau với bờ. Đấy thì với con bộ 24 bắt cho mọi người chúng ta chơi 6 số là con 242, 292 và vị trí con 797. Thì tuyệt vời, nó về cho chúng ta là đặc biệt 592. Và đồng nghĩa với tâm càng 5 thì lúc tối đúng không? Thì cũng đã giới thiệu cho mọi người ở vị trí đường cầu này, đó là vị trí đường cầu càng 0516. Đúng không? Thì mọi người chúng ta theo dõi video của kênh thì mọi người chúng ta sẽ biết được và đường cầu càng nó chạy như thế nào, phải không ạ? Thì chúng ta sẽ có đó là cầu càng 0516 và bắt càng cho mọi người, đó là càng 0, càng 5 và càng 6. Ba con càng chúng ta ghép với 16 số này, đúng không? Thì nó cũng quanh quanh tầm khoảng hơn 50 số, hơn 40 số thôi, 40-50 số, đúng không? Nếu như chúng ta chơi ba càng chúng ta chơi đồng trang thì 1.000 ăn 960.000 và chúng ta chơi 10.000 sẽ được ăn 9.600.000, phải không nào? Mọi người chúng ta chơi đồng trang thì mọi người chúng ta sẽ biết được, phải không ạ? Còn về phần đường cầu lô thì bắt cho tất cả anh em chúng ta đó là cặp lô tô 0770, bạch thủ con lô tô 07 thì tuyệt vời, nó về cho chúng ta ngay ở vị trí giải 7.3, đấy khá là hú hồn đúng không? 07 nổ cho mọi người. Đó, đấy là cái thành công và công sức bỏ ra. Đấy, để tìm cầu xoay cầu, ra lọc những con số thì đổi lại chúng ta tuyệt vời, đã có thành công cho tất cả mọi người. Đặc biệt 92, lô 07 và ba càng đó là càng 0, càng 5 và càng 6, nổ càng là càng 5. Phải không ạ? Càng 5 các với 92 sẽ là con 592. Mọi người nhé. Đấy, đấy là tất cả mọi người chúng ta đã có niềm vui, có cơ hội về bờ. Phải không ạ? Rồi thì những cô chú chị em chúng ta chơi đều ngày cần những con số chuẩn và chúng ta chơi về bờ, đúng không? Kiếm được đồng vào mỗi ngày thì mọi người gọi điện tiếp hoặc là kết bạn Zalo vào số điện thoại của kênh mọi nhé, 0974822763. Kênh chỉ dùng đúng một số điện thoại Zalo này thôi, còn tất cả những cái số khác mọi người phát hiện ra đó là đều là giả mạo mọi người nhé. Đó thì với mức phí khá là rẻ thôi, đúng không? Khá là nhẹ nhàng cho tất cả mọi người, tạo điều kiện cho tất cả anh em chúng ta có những con số chuẩn và chính xác nhất để chúng ta chơi một buổi chiều, đúng không? Chúng ta có lô bạch thủ một số và cầu đặc biệt bao nổ cho mọi người nhé, 4-6 hôm một tuần. Đấy thì mọi người chúng ta đang có chơi trong nhóm Zalo thì mọi người chúng ta sẽ biết được cái tỷ lệ nổ như thế nào cho tất cả anh em rồi, phải không ạ? Rồi và quay trở lại cái vấn đề tiếp theo cho ngày Chủ nhật này. Với cái đường cầu của ngày Chủ nhật ấy thì mọi người chúng ta lưu ý cái đường cầu lô này này. Được cầu lô này thì nó sẽ cho chúng ta khá là đều tay đây. Chúng ta sẽ test cái ngày thứ tư này. Bắt đầu từ ngày thứ tư nhé, chúng ta sẽ đi qua nhanh ở đường cầu lô này. Đây đường cầu ngày thứ ba được, lại bắt đầu từ ngày thứ ba đi. Chúng ta sẽ lấy vị trí 1 này và vị trí 6 này. Đấy hai vị trí này nhé, kết hợp lại với nhau này. Nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cặp lô, đó là cặp 16-1, 16 và 61 này. Đó, nổ cả cặp mọi người nhé. Và tiếp tục đường cầu như vậy thôi, chúng ta có vị trí 7 và vị trí 2 này. Chúng ta sẽ có đó là lô tô 2772 đúng không? Thì chúng ta có vị trí là con 72 về hai nháy cho tất cả mọi người. Phải không nào? Chúng ta sẽ tiếp tục vị trí 3 và vị trí 2 này. Sẽ tạo ra cho chúng ta là cặp 2332 đúng không? Sẽ ra cho chúng ta là cặp 32 này. Vị trí 7 và vị trí 0 đúng không? Thì ngày hôm nay dựa vào đường cầu này bắt cho mọi người chúng ta đó là cặp lô tô 0770. Cho tất cả mọi người trong nhóm Zalo là như vậy, phải không ạ? Cặp 0770 và đường cầu này đúng không? Nó sẽ là 7 và 0 đây, kết hợp lại, kết hợp với
đường cầu bạc nhớ và đường cầu tần suất lô tô để tạo ra tuyết lên cho tất cả mọi người chúng ta ở đây. Và tuyệt vời, đúng không? Đấy, sau giờ quay chúng ta có đặc biệt 92 nổ và con lô tô 07 nổ. Chúc mừng đến tất cả mọi người. Đó, đấy là cái thành công của đội nhóm Zalo đã có được niềm vui cho tất cả mọi người. Mọi người nhé. Đấy, còn bao nhiêu cô chú chị em ta mà đã còn thua với bộ môn này, chúng ta cần những con số nó chuẩn hơn, chính xác hơn để chúng ta chơi, đúng không? Chúng ta không cần phải theo xem nhiều đường cầu ở trên các kênh khác để chúng ta tổng hợp lại làm gì cả cho tới thời gian, hoặc là chúng ta suy nghĩ nhiều đau đầu, đúng không? Đấy, bằng một cách thì chúng ta kết bạn vào số điện thoại Zalo của kênh. Đó, để chúng ta có con số nó chuẩn, chính xác nhất để chúng ta chơi mỗi ngày. Mọi người nhé, tuyệt vời ngày hôm nay, đúng không? Vậy thì tiếp theo đường cầu này chúng ta sẽ có vị trí 0 và vị trí 8 này. Nó sẽ ra được cho chúng ta đó là cặp lô tô. Sẽ là lô tô nhé, 08 và 80. Đó, thì đấy là cái đường cầu lô tô cho tất cả mọi người chúng ta lưu ý chơi cho ngày, đó là cái ngày Chủ nhật. Mọi người nhé, 0880. Đó, và ghép chiên thì mọi người có thể đó là lưu ý con lô tô 88 này, lô tô kép 88 ra để ghép chiên này. Đấy, 0880 chúng ta ghép chiên với con lô tô 88 nhé. Còn về phần đặc biệt chúng ta sẽ sang đường cầu đặc biệt tiếp theo này, mọi người chúng ta lưu ý này. Cầu đặc biệt đầu tiên này chúng ta có vị trí đó là đây, giới thiệu mọi người cái tay này trước này. Chúng ta có vị trí đó là vị trí 8 này. Đây, con số thứ tư đầu vào của đặc biệt ngày thứ bảy sẽ ăn cho chúng ta là chạm cho ngày Chủ nhật. 8 đi về thẳng chạm 8 này. Và 8 chúng ta ghép với lại 0 ở đây, chúng ta sẽ có bộ đó là bộ 80 này, ăn về con 58 này, đúng không? Và vị trí 3 này ở đâu? Nó ăn từ coi vị trí con đầu vào con số thứ hai mọi người nhé. Đây, chúng ta sẽ có đầu vào con số thứ hai con 3 này, ăn về bóng 8 về 58 này, 3 ghép với lại 0 hàng trên này, ăn xuống nhé, bộ này vị trí 0 ăn về bóng 5 này. Và 0 chúng ta sẽ ghép với 3 9, 6 và 4, đúng không? Chúng ta có 0 ghép với 6 này, chúng ta có bộ đó là bộ 06 ăn về đặc biệt 51 này. Đó, vậy thì tiếp tục này, chúng ta có vị trí đó là vị trí đây. Ở cái đường cầu này bị lộn cầu mọi người ơi, để chúng ta sẽ xem lại này. Đường cầu này chúng ta sẽ chỉ lấy đó là vị trí con số thứ tâm càng ở đây. Chúng ta có vị trí này này, giới thiệu lộn cho mọi người. Rồi chúng ta sẽ lấy vị trí 3 này, đi về bóng 8 này, con 0 này, kết hợp với tất cả các con ở hàng trên lại nhé. Chủ nhật ăn xuống này, 0 kết hợp với 6 này, ăn về là con 51 này. Tiếp tục chúng ta có vị trí 7 này, đấy, kết hợp với 0 này. Đấy, tất cả các 5 con này nhé sẽ ra bộ. Và chúng ta sẽ loại bước tổng sẽ ra được đặc biệt cho mọi người, đúng không? Sẽ lọc được ít số cho tất cả anh em. 0 và 7 chúng ta sẽ ăn về con 57 này, 0 về bóng 5 và 7 ăn sang này, đúng không ạ? Vậy thì vị trí 2 này chúng ta sẽ ghép với 4, 0, 1 và 6, 7, đúng không? Thì chúng ta sẽ có đó là bộ 24 này, biệt bộ này, bộ 20, bộ 26 và bộ 21 nó cùng bộ. Bộ 27 chúng ta sẽ có 4 số, đúng không? Vậy thì tổng của chúng ta sẽ có đó là tổng của chúng ta này. Mọi người nhìn xem cái đường cầu tổng này chúng ta có xem thấy ok không nhá. Đây, 5 vị trí này nó lại để tổng này. 5 con đặc biệt của ngày hôm trước nó sẽ ăn tổng ngày sau này. Chúng ta có vị trí 5 ăn về tổng là tổng 0 này. Đặc biệt đó là đặc biệt 15 này là tổng 6, đúng không? Chúng ta có tổng cả 6 này, ăn sang này. Và vị trí 1 này nó cũng là tổng 16 này. Con đặc biệt 93 là tổng 27 này. Chúng ta có vị trí 2 và 7 ăn tổng sang này. Con đặc biệt 13 nó là tổng 4 này, chúng ta có vị trí 4 và vị trí 4 này ăn sang làm tổng này, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có tổng đó là tổng 6 này, 0 này, 5, 9 và 2, đúng không? Thì chúng ta sẽ lọc được
ra cái dàn đặc biệt ít số thôi để chúng ta chơi, phải không ạ? Đấy, đấy là một cách để chúng ta lọc được cái dàn đặc biệt. Rồi chúng ta sẽ đi sang cái đường cầu khác nhé. Đường cầu này thì sẽ có cho chúng ta này. Ờ, giới thiệu mọi người chúng ta cái đường cầu này thì giới thiệu ba tay gần đây nhất nhá. Và những cái tay trên đó thì mọi người chúng ta tự test nhá. Đây, đường cầu này chúng ta sẽ lấy vị trí là vị trí đầu vào, con số thứ tư này. Đó, con 3 ăn về con 58 này. Và con 3 này thì nó sẽ ghép với lại, đây, này nó lấp money mọi người ơi. Con 8 này ghép con 0 này. Đấy, con 8 là chủ đạo nhá, là chạm cứng này, ăn về con 58 ngày chủ nhật này, tiếp tục nghỉ 2 tuần này. Chúng ta có vị trí 9 này, kết hợp với lại 2, 9 và 6 này. Chúng ta có 9 kết hợp với 6 này thì ăn về con đặc biệt 19 cho ngày hôm sau, tức là ngày chủ nhật, phải không ạ? Thì nó là con số thứ tư của đặc biệt của ngày thứ 7 ghép với 5 con đặc biệt còn lại, 4 con đặc biệt còn lại của ngày thứ 7 sẽ ra được bộ cho ngày chủ nhật, phải không ạ? Chúng ta cách tiếp 2 tuần này. Vậy thì vị trí 9 kết hợp với 6, 0 và 2, đúng không? Thì chúng ta sẽ có là bộ 92 thì theo đường cầu này nó sẽ là đường cầu bệt, đúng không? Đường cầu vừa rồi cũng giới thiệu là bộ 92, đúng không? Bộ 90 và bộ 91, 3 bộ ở đường cầu này. Vậy thì tổng của chúng ta này, mọi người lấy tổng này. Tổng của chúng ta thì chúng ta hiện tại nó đang ăn như thế này. Đây, con 5 ăn xuống là con 19 là tổng 0 này. Tiếp tục này, con 75 là tổng 2, đúng không? Ở đâu? Nó sẽ ăn tổng này, nó lấp mất đường cầu bên trên này mọi người. Nó sẽ là 4 con đặc biệt này xuống làm tổng này. Đó, đường cầu này nó là như vậy. Vậy thì chúng ta có vị trí 1 là bộ 92 thỏa mãn này. Con 4, bộ 90 thỏa mãn này. Và con 0, bộ 91 thỏa mãn, đúng không? Chúng ta có 3 bộ đều thỏa mãn. Đó, chúng ta sẽ sang một cái đường cầu bảng đặc biệt 5 này. Đây, với bảng đặc biệt 5 này thì chúng ta sẽ có một cái bộ như này, mọi người tham khảo thêm nhé. Chúng ta có vị trí 6 này. Đây là được vừa gọi là chạm, cũng gọi là tổng này. 6 ăn về đặc biệt 06 này. Thì nó sẽ là chạm 6 và tổng 6 thì ăn được đặc biệt 06 này. Chạm 8 chồng tổng 38 sẽ là đặc biệt 35 này, bộ 35 đúng không? Chạm tổng 38. Tiếp tục chúng ta có vị trí 9 này, nó vừa đi chạm vừa đi tổng này. Chạm 9 và tổng 9 sẽ là con đặc biệt 09. Vậy thì con 1 này tay thứ 4, đúng không? Đường cầu nó đang còn chạy như thế này. Vậy thì nó sẽ là cái bộ là bộ 01, phải không ạ? Vậy thì nó sẽ là bộ 01 mọi người nhá. Đó. Đây là bộ 09 này. 617 này. Tổng 8 này. Ăn về đặc biệt 17 này. 58 này. Bộ 58 và tổng 8 này. Ăn về đặc biệt là 30 này. Vậy thì bộ 09 là tổng 9 này. Sẽ là bộ 09 phải không ạ? Đó. Thì đấy cũng là một đường cầu đặc biệt, nó chạy khá là đều. Đúng không? Điều thỏa mãn hai điều kiện, vừa bộ và tổng. Mọi nhá. Đấy, chúng ta chỉ có những đường cầu như vậy thôi cho ngày chủ nhật chúng ta chơi. Đây chúng ta sẽ có đó là bộ 01 chúng ta chưa có, đúng không? Bộ 01 chúng ta sẽ chơi vào con 101 và con 565 bắt vào jacket. Và lot 060 và 151. Đấy. Về phần đặc biệt chúng ta có đó là bạch thủ con 919 là tổng 0, 727 kép lệch là tổng 9 và 141 là tổng 5. Đặc biệt kết này và tràn bình thường mọi người nhé. Đấy, như thường lệ thôi. Đó, những con số này thì nó là những con số đẹp nhất cho ngày chủ nhật rồi mọi người nhé. Mọi người chúng ta chơi nhỏ nhẹ trên bờ tay, mọi người chúng ta tham khảo thêm. Còn nếu những cô chú chị em ta chơi lớn hàng ngày, chúng ta đang còn chơi trong nhóm thì mọi người cứ yên tâm, bởi vì trong nhóm thì chúng ta sẽ luôn đó là tìm ra những đường cầu và những con số nó chuẩn và chính xác nhất cho tất cả mọi người chúng ta cùng chơi, cùng có niềm vui và cùng nhau về bờ, đúng không? Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo của ngày chủ nhật nhé.